Ủa, ê, sao cái điện thoại gì mà to quá vậy? Nói là hãng của Samsung đúng không? Cái gì sao của Samsung vậy? Oppo khác hoàn toàn với Samsung. Để tôi review cho bà coi. Hiệu năng á, thì xịu Dimensity 9000 Plus. Thì con chip này á, nó sẽ ngang với con Snapdragon 8 Plus Gen 1 như trên Galaxy Z Flip 4. Nhưng mà nó giúp máy mát hơn, tiết kiệm pin hơn. Snapdragon mạnh đó, mà nóng bịt lát lắm. Pin của con này thì là 4200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh lên đến 44W. Như các bạn thấy thì Z Flip 4 chỉ có 3700 thôi, xài không được bao lâu đâu. Nhưng mà con này tới 4200 mà nó có cả sạc nhanh 44W có sẵn ở trong hộp nữa kìa. Quá đầy đủ phụ kiện đúng không ạ? Thuận lợi cho các bạn đấy. Về mức giá thì cả hai bản hiện tại Samsung Galaxy Z Flip 4 mặc dù đã trừ hết khuyến mãi nhưng giá vẫn rơi khoảng là 19.990. Thì Find N2 Flip vẫn có mức giá là 19.990. Với cùng một mức giá như thế này thì các bạn sẽ lựa chọn thương hiệu hay sự tiện lợi? Hãy để lại comment của các bạn ở phía dưới giúp mình nhé.